xuất lao khẩu lao động qua Úc cả nhà, thì có bằng cách nào có được không? Đi Úc thường thường á thì một quá là du học, thứ hai á là cái diện đầu tư, có thể làm dâu hoặc là rể. Ở bên này thì mình cũng sẽ được ở ngày 2 triệu 5 triệu. Sophie nói cảm ơn cài. Cảm ơn vậy đó hả? Tí lẻ. Cảm ơn. Chạy té bây giờ. Hello cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với nhà của Oanh Cuộc Sống ở Úc. Bây giờ hai mẹ con mình sẽ đi qua siêu thị và mua đồ chuẩn bị ăn tối. Thì hôm nay Oanh sẽ nói về diện là đi Úc và tiền lương ở Úc như thế nào. Cả nhà hãy xem up video nha. Lẹ lên đi vô lẹ mua đồ lẹ nè. Đi. Cái đó đẹp không? Cho Sophie hả? Không dám đâu. Nó hỏi phải cho nó không chú? Đi nè, nè lên. Chạy nhanh mặt nó chạy luôn. Ê mẹ con đi qua siêu thị cả nhà. Siêu thị đó gì nhà. Hôm nay Oanh có một cái ý tưởng là mình sẽ đi vô mình mua đồ để mình làm chả giò. Chả giò Việt Nam cả nhà. Rồi sau đó Oanh sẽ đi qua hàng xóm, mình sẽ mời hàng xóm ăn thử. Xe nào? Cho đó hàng, ok. Lấy giùm mẹ ơi, lấy giùm. Lại quầy này mình mua đồ ăn trưa cho Henry với Sophie ngày mai. Ủa, cái này ui. Người ta dẹp hết rồi. Hết rồi. Mình sẽ lấy thịt heo bằm. Cái đó là gì á? Lấy xúc xịt cho con ha. Ngày mai ăn ha. Mai ăn trưa. Ok, dạ. Bây giờ mình sẽ lấy thịt heo bằm cả nha. Thịt heo xoay nè thì mình bây giờ mẹ đang mua sữa cho Sophie nha. Muốn sữa không? Hả? Cá tiếp đi, cá bì khác đi. Cá bì gì đi? Đi còn chiếc cơ lít xuất xa đi. Cá bì gì? Cá đặc quan, cá kỳ trời. Cá kỳ nhất. Lấy sữa cho con nha. Ôi cha mà chu mỏ hay sao ca được nha. Sợ lấy sữa cho con cái nào. Ở đây mình có nửa ký thịt. Một cây đỏ, nhiều quá cả nha. Khoai lang. Đáng nhiều cũng là khoai môn nhưng mà tìm khoai lang. Tại mình có khoai lang, có khoai môn nữa. Hành lá. Hành lá. Thêm tí xíu thôi đi. Cái đi à, thiệt luôn á. Một muỗng hạt nêm. Thêm hành cháy nữa cho nó thơm cả nhà. Chả giò Việt Nam, miền Tây thì có hành cháy, bên này Quanh làm theo kiểu như là Tây. Vừa Tây mà vừa miền Nam vừa miền Bắc luôn cả nhà. Thêm nấm mèo cắt nhỏ cho nữa cả nhà. Rồi, sau mình trộn lên. Nghe mình trộn lên. Chứ mà có bọc tay bóp. Trộn với đều cả nhà. Thôi đừng cứ tay lấy tay. Không mà thôi. Để Quanh tắt máy quay Quanh trộn. Để Quanh trộn bằng tay. Cái nhìn nó hơi phản cảm. Don't pull them. Don't pull them so you rip your ears off.
Your ears will fall off. Đẹp quá. Hello cô chú đi. Hello đi, hello cả nhà. Hello cả nhà. 1, 2, 3. Hello cả nhà. Hello cả nhà. Mà nhắn tới nhắn quanh nha. Đây là bụng tơ nè. Đó đi. Hôm nay nhà anh sang chả giò Hà Nội. Chả giò kiểu miền Bắc cả nhà. Là chiên cuốn bánh tráng chiên á. Japanese ăn tay luôn nha cả nhà. Thôi good. Good. Mấy đứa luôn. Chơi một món. Ừm. Eat a lot better than eating salad. Cái này Quỳnh có hồi sáng thì Quỳnh có mời cô hàng xóm ăn. Thì Quỳnh sẽ đăng cái video sau cái video này. Cô Quỳnh sẽ ăn rồi. Hey, oh. I'm just giving girl. Hello. Hôm qua bạn mình còn ăn mình luôn. Nhưng mà cũng có một cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ với nhà cô hàng xóm cũng vui vui. I'm kind of touching him. Cả nhà sẽ xem cái video đó sau video này nhá. Bơ 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 bơ. Oh yeah, oh yeah, oh yeah yeah. I want this sandwich for daddy. Con bỏ vô tủ lạnh. Con bỏ vô tủ lạnh cho con ăn. It's right there now. Sao lúc nó phía rồi. Chào bánh thích ăn món này không nhỉ? Daddy, I want the sandwich of ball. Ngon không? Ngon, ngon, ngon. I want the sandwich of ball. The sandwich before the roll. Rất nè. Hết rau rồi. Con ăn không đi con. Không biết. Chồng anh thì anh thích ăn chả giò mà cuốn bằng bánh tráng hơn. Chả giò mà cuốn bằng bánh cái vỏ chả giò bán sẵn đó nha. That be okay? Thích ăn này hơn. Đồ gì vậy? Dâm đi. Chết rồi. Tối qua Sophie nó từ trên bàn nó nhảy xuống cái đùng đó. Rồi trật cái chân. Không phải trật cái chân mà trật cái ngón chân. Không biết sao mà bị sưng cục rồi cái này. Sưng bàn chân rồi. Để hết nhé. Nó còn có thích được không sao. Sáng nay bà nhà đi xì cầu qua. Bị đau không? Con bị sao vậy? Con bị sao vậy? Mama. Gì? Ủa dắt cái quần rồi, đi vô. Nghèo quá. Nghèo quá mặc quần dắt cơ chú ơi. Nghèo không? Có nghèo không? Nghèo quá chú ơi. Sophie nghèo quá. Sophie có nghèo không? Hôm nay á cũng có nhiều anh chị hỏi anh á là đi xuất lao khẩu lao động qua Úc cả nhà thì có bằng cách nào có được không? Thì thật sự á thì bên Úc này á thì nhà máy nó cũng không có nhiều, nông trại á thì nó cũng không có cần
nhân công nhiều nữa, chủ yếu là nông trại trái cây á, nhằm vô cái mùa hái trái cây hoặc là cái mùa mà cắt cành đó thì nó mới cần người thôi. Cho nên á là ở bên này á thì nhân công á thì họ chỉ cần nhân công thời vụ thôi, như là thân công mấy tháng thôi nha. Người ta chỉ cần người làm cái mấy tháng đó thôi. Thì chứ nó không có cần như là bên Nhật hay là bên Hàn Quốc mà mình xuất khẩu lao động bên đó thì mình thấy nó không có cần lắm. Thường thường nếu mà hình như bên Việt Nam mình á thì cũng có những công ty đại diện để mà đưa lao động từ bên Việt Nam qua đây vô cái một cái cây rồi. Bây giờ cô biết thì nó không có nữa, chứ lúc trước là có đi 3 tháng, đi xa 3 tháng về. Thì thật sự lương bên này thì nó cũng được. Nó rõ rồi. Tính ra mà nhận đi 3 tháng cả nhà thì tiền chi phí nổi máy bay, rồi tiền dịch vụ. Thì đi qua bên này mà vô mùa hè nó rất là nắng nóng luôn á. Bên này bên Úc mùa hè cái mùa trái cây nắng nóng lắm lắm luôn á. Rất là cực luôn á. Mình thấy là nếu mà đi qua bên này xuất khẩu lao động mà mình tốn chi phí ban đầu thì mấy chục triệu á, mình qua bên đây mình làm thì mình vàng cũng có dư lượng nhiêu á. Còn nếu mà qua bên này mà dạng như là làm nông nghiệp thì khó. Và thường thường đó là những công ty đó, họ cần lắm thì họ mới bảo lãnh mình ở lại thôi. Nhưng mà ít lắm thì nhà ơi, không có cái nhà ơi. Thì cái con đường nhưng mà đi Úc thường thường á thì một quá là du học muốn ở lại thì chọn cái ngành mà nước Úc nó sẽ cần thì nó sẽ cho mình ở lại. Thì trước tiên mình đã du học mình được qua Úc rồi, còn ở lại hay không á tùy vào cái ngành mình học nữa, và nó có một cái số yêu cầu để cho mình có thể ở lại nữa, hoặc là mình có thể đi xăm chung thì mình có thể đi tới những cái vùng mà dân cư ít để làm việc thì Úc cũng sẽ cho mình ở lại. Thứ hai á là cái diện đầu tư thì có nghĩa là mình sẽ có tiền, cái diện đầu tư chắc là mình sẽ có tiền rồi. Tiền là như là 2 triệu, nếu mà không có tiền hiểu nhưng mà mình có nghe nói là khoảng 2 triệu đô gì đó để mình mà để mình có thể dạng như mình có công ty á bên này. Rồi thứ ba mình có thể là mua nhà ở Úc cũng có. Và nếu mà mình có thể làm dâu hoặc là rể ở bên này thì mình cũng sẽ được ở đó. Thì đại loại thì mình cũng biết một số diện có thể qua Úc thôi, còn về lao động á thì rất là ít nha cả nhà, rất là ít luôn. Và nếu mà vậy như là cũng có nhiều cái công ty dịch vụ nó sẽ có làm cái dịch vụ, ví dụ như là nó tìm mọi con đường, nếu mà mình muốn đi đó thì nó tìm mọi con đường của mình để cho mình đi. Thì với những cái đó thì cho những cá nhân hoặc là gia đình nào là có gia đình ở bên đây rồi, người muốn bảo lãnh người thân qua thì họ sẽ có những cái cách để mà đi á, ví dụ như kết hôn nè, hoặc là nói chung là có nhiều cách để đi. Còn nếu mà hoặc là mình ở Việt Nam mà mình muốn đổi môi trường thì mình cũng có tiền á, mình muốn đổi môi trường sống mình qua bên này á thì nó cũng không có quá khó. Nhưng mà để mà tại vì cái nhiều cái của mình nhiều nhất cái là của anh đó là muốn là đi qua đây để xuất khẩu lao động á, kiểu như là mình đi qua một cái nước khác để mình kiếm tiền á. Với cái diện đó thì qua bên Úc nó không có khả thi lắm, nó cũng hơi khó cả nhà. Cái nông trại quanh quay á, thật sự là cái đó không phải là cái nông trại lớn, nó chỉ là một cái nông trại nhỏ thôi. Và cái anh mà nuôi bò cả nhà thì cái anh đó là ảnh cũng không phải là một cái nông dân thiếu thiệt, mà là ảnh là như con bốt con hả, mà ảnh là ảnh nuôi bò để ảnh giải trí giải vui thôi. Có nghĩa là ổng có tiền rồi ổng mua trang trại rồi ổng nuôi bò thì vui thôi vậy đó. Như người ta có tiền người ta cái thú có thú vui vậy thôi, chứ là ra cũng không phải là cái một nông trại chuyên cho chăn bò. Thì cũng có những cái ở bên này thì về chăn nuôi á thì cũng có những cái nông trại rất là lớn, nhưng mà đa phần á thì cũng là nông dân chăn, nhưng mà cũng chăn nhanh đó là cái nhà nó không có cần nhiều người, chỉ người ta chỉ cần một người làm thôi, là máy móc người ta làm hết rồi, cũng không có làm hết, bò thả ra rồi trộn thức ăn rồi có máy rồi chạy lên đó để cho bò ăn. Thì đó những cái nông trại bò thì nó cũng làm như vậy thôi, nên là nó cũng không có cần nhân công nữa. Cái con đường mà đi qua đây để mà kiếm tiền đi về nó hơi khó, trừ khi là mình có người thân bên này rồi người thân mình bảo lãnh bên này đi du lịch mấy tháng đó, rồi trong thời gian du lịch đó thì mình đi làm chui, mình bỏ tiền, mình có tiền mình đem về thì được. Thì bên này làm lao động bên này á cái nhà thì nếu mà chính quy á, dạng như là theo quy định của nước Úc á, thì
cái giờ trả cho mình nó thấp nhất là 19 đô mấy một giờ, nhưng mà chưa trả thuế nha. Còn mình lãnh tiền đó mình phải còn phải đóng thuế nữa. Còn về chuyện là lãnh tiền mặt á, dạng như là thường thường mà mình đi làm chui á thì mình lãnh tiền mặt, nên lãnh tiền mặt phục vụ nhà hàng, nhưng nói chung là bất cứ công việc nào thì nó cũng phải lãnh tiền mặt. Thì tùy theo cái chỗ đó nó trả, người ta trả cho mình đó. Khoảng mấy đô một giờ thì một ngày cũng khoảng 100 mấy, thì tính ra tiền Việt thì 2 triệu mấy gì đó. Thì làm bên này thì cho một ngày 2 triệu đi, thì nếu mà đi qua du lịch mà ngày nào cũng làm trong 3 tháng thì mình đi về mình 1 tháng là cũng được, ngày 2 triệu, tháng 6 triệu, ngày 2 triệu 30, 60 triệu đúng rồi, thì 3 tháng thì cũng được về. Trừ chi phí máy bay nữa thì cũng còn khá khá, chứ mà đi lao động thì nó hơi khó, không có khó cái nhà rồi, nghĩa là cũng không có cái không có khả thi lắm thì đi luôn á. Thì cái công việc ở bên này thì ở trong chợ á, trong chợ chỗ chồng em làm á, thì người ta cũng cần làm rất là nhiều, ở trong đó là cái lương cao á nha, tại vì người ta làm sáng sớm mà, thì cái lương ở trong đó lương thấp thôi á, thì cũng là 20 đồng một giờ, 20 đô một giờ cái nha, 20 đồng một giờ làm á, thì tùy theo cái chỗ cần mình bao nhiêu giờ, cũng khoảng một ngày thì cũng 7-8 tiếng hoặc là 6-7 tiếng, họ sẽ cho cho mình làm 8 tiếng thì người ta trả bấy nhiêu tiếng thôi, thì thấp nhất thì cũng phải 20 đô một giờ. Còn tùy theo công việc, nếu mà công việc của mình ví dụ mình lái xe xe nâng rồi mình làm những cái mà mình không thì người ta sẽ trả lương cao cho mình, nhưng mà ở trong đó là một cái nơi mà mình kiếm việc khá là dễ, chỉ có cái là thức khuya dậy sớm thôi, thức khuya ôi phải thức dậy hơi sớm đi làm rồi về ngủ được cả ngày. Ở chợ thì nó hoạt động từ 1-2 giờ nó đã hoạt động rồi, 1-2 giờ mình làm tới chừng 7 giờ, 6-7 giờ là mình về rồi. Để đó nha. Hoặc là dọn dẹp phim á thì cũng có thể 8 giờ. Vậy. Bài. Dù gì tự nhiên đâu quay lại bài à? Còn công việc làm riêng bên này cũng khá là nhiều luôn cả nhà, nhưng là những công việc mà mình chưa bao giờ mình nghĩ tới, ví dụ như là dắt chó đi dạo này, dắt chó đi dạo lên biển cao lắm nha, cũng 30 đô 40 đô một giờ á, rồi mình có thể nói tiếp nói mà nói chung là cũng có rất là nhiều công việc á cả nhà, nhiều công việc làm gì vậy. Nít bên này 16 tuổi là đã đi làm thêm, nó kiếm tiền rồi cả nhà. Nhưng mà mấy đứa nhỏ thì làm lương thấp hơn, 12-13 đô một giờ. Nhưng mà tụi nó đi làm sớm dữ lắm, tự lập sớm á. 16 tuổi là bắt đầu đủ tuổi để đi làm thêm rồi, làm kiếm tiền. Kiếm tiền tiêu, kiếm tiền để dành tiền để lên đại học. Đi học đại học thì được vay tiền, xong thì trả lại từ từ thôi. Đi học trung học bên này là hoàn toàn miễn phí. Đi học từ tiểu học đến trung học hết lớp 12 á là không có đóng tiền, hoàn toàn miễn phí hết, không có đóng tiền học phí hay tiền gì cả nhà. Nó những cái lớp gì shit nó chơi lãng xò vậy. 1, 2, 3 nhưng mà gửi trẻ bên đây thì rất là mắc nha, gửi trẻ mắc, tại vì gửi trẻ là theo dạng tư nhân rồi, nó rất là mắc luôn, một ngày á cũng phải 100 mấy đô ngày. Nhưng mà tới lúc đi học đó thì không đóng tiền, cho nên là Quang đang chờ Henry với Sophie lớn, đặng tụi nó đi học Quang đỡ phải đóng tiền. Chứ bên này bây giờ gửi Sophie với Henry một ngày á thì hai đứa là 200, 240, nhưng mà được trợ cấp rồi á là còn 120, nhưng mỗi ngày là tụi nó tốn 120. Henry đáng lẽ là tới tuổi mà được mình được đăng ký gửi mấy ngày một trong tuần trong trường nữa đó, nhưng mà hồi năm rồi là Quang không biết, cho nên Quang không có làm hồ sơ kịp cho Henry tới mà Quang biết á, nên gọi lên trường á thì trường nó nói là bây giờ không có chỗ đâu, hết chỗ à. Ê, một cái trường hình như có một lớp cho những cái đứa đi học lớp nhỏ, nó dạng như Henry 4 tuổi là 5 tuổi là nó được đi học chính thức, nó học nhưng mà 4 tuổi mình có thể gửi 2-3 ngày trong tuần á, Quang đăng ký hơi trễ cho nên là không được, cho nên hai đứa bây giờ là phải đi nhà trẻ thì có lớp dành cho lứa tuổi của Henry nè, chuẩn bị đi học á, nhưng mà mình phải đóng tiền thôi á.
Sophie rút kinh nghiệm, Sophie 5 ký trước. Sophie năm nay 3 tuổi rồi, vậy năm sau năm sau nữa Sophie mới đi. Nhưng mà anh cũng sẽ đăng ký trước nha. Chúng ta đi January. Nhiều của mình nó chọn bên mập quá. Mà cũng mập thiệt. Ông thôi từ ngày cưới ổng tới từ ngày mà anh cưới ổng tới bây giờ đây là lên 30 ký luôn á. Lên 30 ký là chọn rất là cứ lần nào cũng nói giảm cân hết trơn, mà giảm cân không bao giờ giảm luôn trơn. Cái mỗi lần giảm cân là ông sẽ tăng lên 2-3 ký. Mà cứ nói giảm cân là cứ tăng ký, giảm cân là cứ tăng ký lên. Cho nên là không có giảm được, nhưng mà thôi kệ đi, miễn sao mà bây giờ hiện tại thì cũng sức khỏe của tôi nó tốt, cũng không biết làm sao. Nhưng mà nhiều khi cái tạng người nó vậy rồi. Tại vì bên ba mẹ chồng của anh cái tạng người cũng bự con cũng vậy rồi. Chồng của anh nè, rồi em chồng, chị chồng, ai cũng tạng người vậy á, cái tạng người ta vậy á. Nhiều khi á, xuống ký quá thì nó lại không có tốt lắm. Cho nên là bây giờ tôi khỏe mạnh như vậy là được rồi. Thôi bây giờ mình cũng xin có phút video tại đây. Cảm ơn cả nhà nữa luôn ủng hộ, và hy vọng là sẽ ủng hộ cho gia đình của anh nhiều hơn nữa. Không là độc thoại một mình luôn á. Cảm ơn cả nhà nha. Bye bye cả nhà, nhiều hơn cái thay. Bye. How your dog say goodbye. Cảm ơn cả nhà rồi. Cảm ơn cả nhà, nghe cảm ơn cả nhà là biết gần nói tạm biệt rồi.